Xin chào các bạn, mình là Dư Xuân Thái, hiện đang làm việc tại HC. Sau đây mình xin giới thiệu một chiếc bếp từ của hãng Nodo IVKC27B. Về phần đầu tiên, chiếc bếp Nodo được trang bị một mặt kính tốt nhất tại thị trường hiện tại, đó là mặt kính Scorsian của Đức. Hai là mâm nhật IGO thế hệ mới của Đức, nhằm giúp bạn nhận diện chu vi đáy nồi, như thế các bạn sẽ tiết kiệm điện hơn. Sau đây mình sẽ hướng dẫn sử dụng cơ bản chiếc bếp từ Nodo. Đầu tiên, khi bạn muốn khởi động, bạn ấn giữ 3 giây. Bạn muốn khởi động bên trái, bạn ấn dấu không bên trái và đồng thời kéo. Khi nhà bạn có dịp cỗ bàn thì bạn cần công suất nấu ăn cao thì bạn ấn chiếc B là chức năng Buster, chức năng nấu ăn nhanh. Bạn muốn sử dụng bên phải cũng như vậy, bạn ấn dấu không bên phải và bắt đầu kéo thanh lên, là chức năng nấu ăn nhanh. Nếu bạn và gia đình hài lòng với sản phẩm bếp từ đôi Nodo IVKC27B thì bạn tới HC để trải nghiệm sản phẩm và nhận các chương trình ưu đãi của HC. Cảm ơn và hẹn gặp lại.